Canh ớt các bạn đã nghe bao giờ chưa? Nghe rất lạ đúng không? Hôm nay mời cả nhà cùng theo chân đi để đi hái ớt về mình sẽ nấu canh ớt nha. Đây bây giờ mình hái ngọn ớt nha cả nhà. Mình hái ngọn ớt này để vô nấu canh nha. Mình nghe mẹ kể ngày xưa nghèo khó hay ra rừng hái rau về để chế biến đồ ăn. Từ đó phát hiện ra rau ớt ăn rất là ngon. Ớt rất tốt cho đường tiêu hóa, còn hỗ trợ cho bệnh tiểu đường, tim mạch. Đưa xuống nên là những cái ngọn này rất là tốt luôn. Đó, cái ớt chim bay này thì năm nào mưa xuống nó cũng mọc, mọc đầy một vạt như thế này luôn. Mình cứ hay hái ngọn này về để nấu canh hoặc xào đều ngon nha cả nhà. Ngon chưa? Ở đây cũng có mấy cái ngọn cây lông lông này, gọi là cây nhãn lồng hay sao đấy. Mình cũng hái luôn, nấu chung với canh ớt luôn nhá. Mưa xuống nhìn non mà hái nhìn thấy thương luôn á. Đây nè, mấy cây ớt này các bạn thấy chưa? Nó mới mọc lên á. Thường thường là chim nó ăn xong rồi nó ị cái hột ra là ớt nó mọc ra. Quá trời. Đây nữa này, cái ngọn này to ơi là to này. Mình sẽ hái về luôn, nấu canh luôn. Vì em quá xinh tươi nên là chị sẽ thu hoạch để cho em vào nồi canh luôn nhá. Ôi, ngon quá. Đây, thêm một chùm rau ngót xanh tươi mẹ mình hái nữa. Rồi, thế là có được một nồi canh thôi. Trời ơi, rau ớt quá là ngon luôn. Bây giờ mình rửa và đem vào nồi nấu thôi. Rau ngót đây nhà mình trồng bờ rào thôi, các bạn thấy non chưa? Bây giờ mình bẻ ngang đây luôn này. Đó, non, cái ngọn dài như vậy để nấu canh luôn này. Non bún luôn, rất là đã. Rồi, bây giờ mình vớt rau ra nha. Vớt rau ra cho vào nồi là thành nồi canh thôi. Nấu rất là nhanh thôi. Thôi luôn rồi, mình thả rau vào nha. Đây, canh rau ớt. Ok chưa? Ngon chưa? Vậy ơi vậy. Mùi thơm của ớt nó bay lên cả nhà ơi. Mình chỉ cho vào đây một xíu muối thôi nha. Tại vì rau vừa mới hái xong vô nấu rất là ngọt. Không cần phải nêm nếm gì nhiều nha cả nhà. Đợi sôi lại thôi là mình có món canh rau ớt ngon rồi. Của mình sôi rồi nha cả nhà. Ngon chưa? Rồi giờ mình múc ra tô nha. Đây, canh ớt của mình đây. Trưa nay mình sẽ ăn canh ớt gỏi mít trộn với nấm, nấm mối nha cả nhà, và nấm mối xào. Mời cả nhà cùng ăn cơm với nhà. Đây là canh ngọn ớt nè. Ăn vã canh ngon quá. Đây là cái ngọn rau ngót nó dài. Rất là ngọt luôn.